Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với những video tiếp theo trên kênh của Trường Thịnh. Và ngày hôm nay Trường Thịnh đang có mặt tại đền Du Yến. Vâng, con chào bà. Vâng. Vâng, con cảm ơn bà. Chúng ta về với lễ hội, về với những trò chơi dân gian và về với đại lễ của đền Du Yến. Xin mời mọi người theo chân Trường Thịnh đi trải nghiệm du xuân cùng với những lễ hội của mùa xuân năm 2024 đang diễn ra ở những ngày đầu năm. Đó. Lễ hội của các cụ đang được diễn ra phía sau sân đình. Bên cây ngũ vạn. Ngũ vạn ra dưới. Các cụ đang chơi tổ tôm ngồi và phía đằng sau các cụ là một sân cờ và tướng. Cánh diều tuổi thơ đón gió cơn đưa ta về miền kỳ lưu, như ngày xưa giết tháng ba mưa tháng bảy đưa ngập thành sông. Lấy nước từ ở dưới cái bến đò đúng không em? Đúng rồi. Ở bến đò đã về đến đây rồi. Đẹp quá các bác ơi. Chia sẻ hình ảnh cho các bác trước tiệu của đền Du Yến. Thank you.
cho cô lên TV nhá. Này. Chào đi, chào đi. Chào. Xin chào, xin chào. Ông cho cô lên TV một lần nào. Quê hương Trung Du, tháng ba chảy hội mùa xuân, chim én bay, hoa xoan tìm lối em về. Dòng sông thao, xôn xao con nước vơi đầy. Bên sông quê, tiếng gà trưa con đò sang ngang, nối đôi bờ sông quê. Và chỉ trong một ít phút nữa thôi thì chương trình lễ đón nhận sẽ được diễn ra. Và trong khi chờ đợi chương trình chính của chương trình hôm nay, xin kính mời toàn thể quý vị sẽ đến với một chương trình giao lưu văn nghệ. Và mở đầu chương trình giao lưu văn nghệ ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng đến với giọng ca của Thu Tình với ca khúc Chủ Hội Mùa Xuân. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe.
Mỗi một trận cờ tướng này có thể diễn ra hàng tiếng đồng hồ với rất nhiều người được hỗ trợ cho hai người đánh. Trần Thịnh xin mời mọi người di chuyển sang bên trò chơi tiếp theo. Đi vàng con chào các ông. Ông ơi, cho con hỏi tiếp đây là cờ gì nhỉ ông nhỉ? À cái gì? Đây là tổ tôm điếm. Tổ tôm. Tổ tôm điếm. À tổ tôm điếm. Này là tổ tôm điếm. Vâng vâng. Ngồi dưới chiếu gọi là tổ tôm đánh chiếu. À tổ tôm. Thất sách ăn phú ý. Đi cây chơi kiều tổ tôm. Văn. À đây là các cụ đang chơi tổ tôm. Đánh rồi, đánh rồi. Kiều văn phóng tồi đánh cây lục văn. Chuyển được. Lục văn phóng tồi đi cây ngũ văn. Có tất cả 5 bàn như thế này, 5 bàn để chơi tổ tôm. Ngũ văn đi cây tứ bàn. Vâng. Tứ bàn không ăn nên cây nhất bàn phải ăn. Đây. Không, không, không. Đây là bàn số 4 này. Chúng ta tiếp tục. Đây là bàn số 3. Bàn phóng rồi đi cây nhị bàn. Nhị bàn không ăn lên cây thất sách. Đây là bàn số 2. Thất sách. Ăn. Và đây là bàn số 1. Đấy, hai con này đánh con nào được? Đánh con này. Vâng, con cháu ông. Thất sách ăn thu bọc, đánh cây ngũ bạc. Đây là một nét đẹp trong lễ hội của đền Du Yến. À, câu lạc bộ các cụ đang ngũ vàng tổ chức thu bí đánh cây đánh tổ tôm ngồi. Tứ sách bài thằng này ù xuông điểm năm ù xuông ù xuông bàn số 5 đã ù xuông. Vâng vâng cháu ơi, cụ 95 tuổi à? Dạ vâng. À, đây tuyên truyền với cụ 95. Vâng, à, giới thiệu với quý thính giả đây là ông cụ năm nay đã 95 tuổi vẫn và, còn và tốt, cụ vẫn còn minh mẫn để tham gia với hội. Đầu xuân thì tốt chuyên. Vâng. Đầu xuân để chơi mấy ván phù không các bạn phải tay may lắm. Mấy em gì? Bà rất là mát tay hả? Em lại còn không dám sợ ông. Ông không cho sợ. Số 5, tức là bàn số 5 đã được 22 điểm. Chúng ta tiếp tục quay trở lại với trận cờ của một cụ và một anh trung niên vẫn đang được diễn ra, chưa có hồi kết. Các bác thân mến, ở phía trước cổng đình, trước cửa đình đang diễn ra lễ hội giao lưu văn nghệ. Chúng ta tiến ra phía đằng sau để xem các cụ ngồi chơi và đây có xin các cụ cờ một hồi sống cờ người các bác nhé.
ăn được lúc nào được thế à? Muốn tiến xong chưa? Các cụ đang đánh cờ. Chiếu tướng thượng sĩ lên các bác ơi. Còn đang nghiên cứu đưa nước đi. Ai đi lên bên kia nào đâu thế? Ôi trời chống đâu? Bay mã lên, bay mã lên. Lên mã rồi, lên mã rồi. Bay lên đúng không ơi? Bay mã lên đây. Bay mã đâu? Bay lên công thì bên kia không đỡ được không? Vâng. Bay lên đây. Bay lên đây. Giờ chưa có thế gì cả. Bay lên. Lên đi còn gì? Còn chưa làm gì đây? Bay bên này đi. Tập tượng đi. Bay này tướng phải xuất. Rồi. Bên đèn cũng lên mã. Chiếu xuất tượng lưỡi tượng. Chiếu đây xuất bắn cả lưỡi tượng mà không biết rồi. Pháo ăn tịnh rồi. Chiếu đây. Chiếu ra pháo người ta bắn. Đúng rồi, chiếu ra pháo. Ra pháo người ta không có cửa. Chiếu pháo là. Chiếu thương mà không mạnh. Không đánh ra ngoài đi. Không đánh ra ngoài đi. Không đánh ra ngoài đi. Chiếu quán văn tốt. Ây ơi. Đi đéo một tượng lên. Thượng tướng lên. Được, chiếu cho pháp. Chú thượng này. Thượng lên, đánh cái kia đã. Quân sư ở ngoài nhiều, quân sư ở ngoài nhiều quá không biết nghe ai. Ăn được mai đi. Ông này chạy ông ăn mai đi. Ông ăn được mai đi. Ông đào lên cây này rồi đánh cái này đi. Ăn mai ông chẳng nhảy mai ông mai béo đấy ông ăn cái gì? Ông chú nào ơi? Chú nào ơi? Chú cản cản cái này đừng để đâu rồi đâu. Cản lên cản lên cản lên chi mà cản? Cản cái gì chiếu một phải bắt được hai con về lúc nào? Hai con mai đỏ lên kia đây. Chiếu đá thua rồi. Bây giờ lại con mã này lên chiếu tiếp. Ông đang nghiên cứu xem quân sư nào quân sư đúng. Rồi rút mã rồi. Xuống làm sao được ông? Lấy bay đi. Cái nước để ăn con mã kia đi, bay nước mã đây chiếu, người ta phải thượng hướng lên. Đây là một nét đẹp văn hóa trong những ngày lễ hội đền Du Yến diễn ra. Có rất nhiều tiết mục đánh cờ này. Bà tướng ơi. Bà tướng. Bà tướng. Bên đỏ lên mã rồi. Bà tướng. Bao đi nhanh cầm trước. Vào tướng rồi, bên đèn đã vào tướng. Hai bên đang tính toán nước cờ cho mình. Pháo đã di chuyển rồi. Chiếu tướng nào để đây ăn ngay cho con mã đi ăn ngay cho
tự anh lên mã đi xuống thì bỏ đi kia. Ăn đi. Tốt ăn thằng mã luôn. Tớ tớ. Tớ nhờ cờ chiếu mã như thế à? Chiếu mã như thế cờ à? Chiếu mã làm sao được? Xuân ơi xuống đi Xuân ơi. Di chuyển tướng rồi, ra tướng rồi. Chiếu tướng bên đỏ, chiếu tướng bên đen rồi. Vào tướng. Ra tướng rồi. Chiếu tướng. Ông vào đi, vào đi. Đang chiếu tướng, đang chiếu tướng. Cũng là vui. Bảo các quân sư bên ngoài. Anh chiêu anh phải đi nước khác chứ. Anh chiêu tôi phải chạy nữa. Còn anh phải đi nước khác. Anh chiêu đi. Không phải đứng đỏ chiếu đi. Chiếu đi. Chiếu nước má nó đập chiếu. Chiếu nước má nó đập chiếu. Pháo này đây sao nào? Pháo đấy. Pháo chén luôn. Pháo chén luôn. Xem là ai là phân thắng bại trận này đây. Lại bên đỏ lại di chuyển pháo rồi. Chiếu bát sao? Bên đen đã lên tịnh rồi. À, lần si, lần si, thì luôn. Mày chặt si trước hả? Ông mà lỗi em đi đâu? Mày chặt si trước hả? Mày mà lỗi. Rồi, bên đỏ đã di chuyển mã. Bên đen đã lên tướng. Về đi anh sĩ à. Về chú thằng má. Anh Trung à. Bỏ đây, ông nào ơi. Bên đỏ rút mã về. Trận cờ rất là vui. Quân sư bên ngoài nhiều vua kẻ. Quân sư đánh là chính. Bên đen đang nghiên cứu. Bên đen đang nghiên cứu xem tốt có đánh mã không. Để mã thoát thoát là rồi, tốt đã ăn mã rồi. Tốt ăn mã bên đỏ rồi. Mà thế nào ăn xong con mã run tay đấy. Con này bắt mã này. Con này mà ăn con này ra. Rồi. Rồi. Lên đây mà bắt mã này. Ăn luôn. Đó là sau sân. Rồi. Rồi. À, phải lên ông báo trước. Nó bay kia nó chiếu tướng lại con kia nó lên mẹ. Mã điện rồi á. Ngồi đúng ở cái góc hết. Vừa rồi Tịnh đã ăn con tốt.
và ma lại tiếp tục hạ gục con Tịnh rồi. Mã bây giờ hết thay nhiệm rồi, bây giờ yêu trần được. Mã hết được rồi. Lên mã chiếu rồi. Quá một trận cờ tướng đầy lửa diễn ra chưa có hồi kết các bác ơi. Nếu vào em mất mã luôn. Vào đây vào luôn. Bé mạng đi về. Lên xin đây. Một nét đẹp văn hóa của ngày lễ hội của đền Du Yến đang được diễn ra cho các câu lạc bộ cờ, câu lạc bộ người cao tuổi. Xem là bên nào thắng đâu, bên đen và bên đỏ. Bên đen là cụ cao tuổi và bên đỏ là một anh trung niên. Rồi di chuyển mã. Không được. Bên đỏ đã vào tướng rồi. Chiếu là vào được chiếu. Bắt chiếu đấy còn được. Bắt được mã này sao? Bắt người ta vào đầu người ta chiếu. À không vào được rồi. Không vào được. Đúng tướng rồi. Đúng ở trên đâu để cho bắt luôn. Bắt mã cho này. Không được, không được. Không mã đi chỗ nào. Không có được bắt đâu. Thế bây giờ họ phải chạy tướng. Không có được bắt. Không có nước bắt họ phải chạy tướng. Lên đấy cả mẹ mã kia người ta vào đầu ra chiếu. Mã kia là từ bấy giờ chiếu luôn đấy cả nó tháo đấy. Để bắt mất con chốt ở hỏng rồi. Chiếu cái nước mã này cả chốt gì à? Bên đen của ông cụ đang tính toán nước đi sao cho hợp lý. Để đúng thứ ông nào ơi. Rồi, đã di chuyển mã rồi. Chiếu tướng. Ai nào được pháo đây này, chiếu rất đây này. Chiếu tướng đỏ rồi. Đây rồi. Chưa họ chưa đi. Chạy đâu? Chỉ xa bên kia có một. Nhân luôn sang đây, chả còn nước nào. Bên đỏ đã di chuyển tướng rồi. Chiếu ba nữa thì thượng cùng hết rồi. Con thì chiếu thượng. Chắc cái dọa thế này, bên bà xuống ăn mất à? Bay mã lên. Bay mã lên đỉnh đầu tốt đỉnh đầu kêu ạ. Bay mã lên đỉnh ngay. Đầu đầu hay hơn kia bay con. Bay kia. Ông bay con đấy lên đỉnh ngay. Bay đỉnh bay về đây còn đéo đúng rồi. Đền. Trong hạ chưa phát rồi. Con này xem chạy đâu. Đấy. Bên quân đen đang nghiên cứu nước đi cho mình xem là quân sư bên nào chỉ đúng. Quân đen đang có vẻ lưỡng lự. Chiếu thượng lên. Rồi. Đóng hàm. Rút mã về. Vào ăn ngay tốt. Rút mã về chiếu tướng rồi. Bên đỏ lên tướng rồi. Rồi, bên đen chiếu tướng. Và tướng lên bắt mã, bắt pháo. Hết chi dưới đây này. Thấy pháo chiếu luôn. Đừng, chú ba pháo cho một nước. Bên đỏ rút sĩ về. Nó phải về mà mấy. Ba pháo thì mà pháo kia họ không vào được. Bên em đang tính toán nước đi cho mình. Trận cầu này, trận cờ tướng này vẫn chưa phân thắng bại.
chuyển. Bên đỏ đang tính toán nước đi cho mình xem là di chuyển quân nào đây. Rồi, bên đỏ rút pháo về một nước rồi. Bên đen sẽ đánh quân nào đây? Tại sao không ăn con tốt để thiếu tướng nhỉ? Rút về rồi. Rồi, bên đỏ đã rút mã về rồi. Bên đen lệch tướng. Bên đỏ đi nước nào đây? Bên đen rút mã về rồi. Như vậy là trận giải nhất nãy thì cầu là đánh nhận sai nước đâm mỏng, bên đỏ thua và bên đen thắng. Ông này ông than lắm, không thể đánh lại được tuổi cao các cụ. Nghiên cứu từng bước từng nước này. Thế này cái xong rồi. Tiếp tục cho trận cầu tiếp theo, nhưng Trường Thịnh xin phép được tạm dừng, không quay tiếp trận cầu này nữa. Xin cảm ơn. Trở về quê hương Trung Du, tháng ba trời hội mùa xuân, chim én bay qua xoan tìm lối em về. Dòng sông thâu dù sao con nước vơi đầy, bên sông quê tiếng hà chưa con đò sang ngang nối đôi bờ sông quê. Xin chào các bạn, như vậy là buổi lễ rước kiệu của buổi sáng và trao nhận bằng di tích lịch sử cấp quốc gia đã được diễn ra hết sức tốt đẹp. Trường Thịnh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở buổi chiều. Trở về Chí Tiên hôm nay, tháng năm tiếng ve kêu râm ran, bãi mía nương ngô, đồi tre xanh bát ngát, cánh diều tuổi thơ đón gió cần. Xin phép được tổ chức lễ rước kiệu lên chùa Thầy Lâm. Đề nghị các đội chúng ta chuẩn bị. Sẵn sàng.
phát biểu. Xuất phát. Đội múa sư tử. Xuất phát. Đội bát âm sinh tiền. Xuất phát. Đội bát âm xuất phát. Đội múa sinh tiền. Đội múa tiền xuất phát. Đội kiệu nữ có ý kiệu. Oh, you feel?
Con nước với đây bên sông quê tiếng gà chưa con đò sang ngang nối đôi bờ sông quê trở về Chí Tiên hôm nay tháng năm tiếng ve kêu rộng ra bãi mía nương ngô đôi trẻ xanh bát ngát cánh diều tuổi thơ đón gió cần đưa ta về miền kia như ngày xưa rét tháng ba mưa tháng bảy nước ngập hành sâu giấc mơ quê cánh cò trắng bên nôi câu hát ru của mẹ vẫn câu hát ru ba ru mẹ mẹ ru con Chí Tiên quê hương tôi nhà mới mọc lên hòa tiếng mái reo ôi quê mình đổi mới điện
sáng muôn nơi, thắp sáng niềm tin, tình yêu quê hương, gửi vào câu hát, tàu vào sân ga, xôn xao tiếng người qua. Mong hơi thôi. Vâng. Tối thì cũng bỏ lâu rồi. Còn chờ không? Con đang quay phim đâu? Vâng. Quay mãi thì của như vậy là 80 không chơi bóng ra. Rồi nói thế nào ta tắm đang đâu vẫn đứng. Hôm nay có tham gia chơi cờ mới là chơi cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Cái cờ trước cái kia là ở đằng sau khu đền này. Vâng. Là nó có tổ chức, tức là có tổ đôm. Vâng. Và nói chung quán nói chung là rất là vui. Nhưng mà năm nay không tổ chức, không. Hôm nay cháu thấy có đánh cờ này, mới là có đánh cái gì đánh nhỉ? Bà đánh tổ tôm đấy. Đánh tổ tôm có. Vâng. Tức buổi sáng này cháu lên là có. Vâng. Dành cho tuổi các cụ chơi rất là vui. Ngày trước có trời gà này, đu này, cờ này. Đu quay ở ghế gốc cây xi ấy. Vâng. Nhưng bây giờ là cũng những cái trò chơi dân gian là cũng bị mai một đi nhiều. Vâng. Cái cầu kiều đi cũng bỏ rồi này, đu quay cũng bỏ rồi này, trọi gà cũng bỏ rồi. Vâng. Đấy. Giờ chỉ còn nó mỗi cờ và các cái trò chơi dân gian là nó bỏ dần dần. Kéo co. Vâng. Kéo co. Kéo co cũng bỏ. Ngày xưa chúng tôi có cả. Vâng. Bây giờ nếu để khôi phục được những cái trò đấy thì cũng cần phải sân rộng nữa, bởi vì mọi người đến xem. Sân rộng thì vâng. Cái thứ hai nữa là cũng nhiều người tham gia. Nếu mà ví dụ tôi nói là nếu có kinh phí thì vâng. Địa thế đây rất đẹp. Vâng. À, không. Cái sân vận động là làm cho khán giả ngồi đôi gọi là ba bên luôn. Vâng. Bốn bên luôn. Vâng. Thì như vậy là rất rộng. Sân thì rất rộng. Vâng. Còn cái địa thế chỉ có cần là hạ bậc tham cái anh cái mới bây giờ nó làm. Lễ hội chính của đền Du Yến được diễn ra từ ngày 13 cho đến ngày 15 tháng Giêng hàng năm. Thì ngoài những mục tế lễ và rước kiệu, còn có những trò chơi ở trong khu vực của nhà đình. Khai mạc các môn bóng chuyền, thi đấu các môn thể thao, trò chơi dân gian truyền thống. Dã bánh dày, bóng chuyền hơi nam và bóng chuyền hơi nữ. Còn có một số những trò chơi khác. Thế nhưng mà truyền hình không thể quay được hết cho mọi người. Và hôm nay đây là một số bóng chuyền nam, một số đội bóng chuyền nam đang chơi. Đến điểm số 25 thì kết thúc, và đến điểm số 13 thì sẽ được sân. Quá hả? Không, cháu giả thôi à, cháu đưa thôi, thả luôn hai đội bóng của Chí Tiên và Đông Thành. Các cầu thủ chúng ta vào sân. Xã Chí Tiên 9 2 8 7 6 1. Hợp lệ. Thế, năm giác vào. Đầu xuân năm mới, đấy năm giác vào. Xá đông tài 3 10 8 6 14
10, 4, 3, hợp lại. Như vậy là trận đầu tiên, Giao Đông Thành sẽ được quyền phát bóng trước. Đầu tiên đã thuộc về xã Đông Thành 1-0. Từ cái lưỡi điểm thuộc về Giáo Sư Tiên 1-0. Con vâng, cả ba các điểm thuộc về khá đông đầy 2-0. Đây là bóng của cầu thủ Giáo Sư Tiên, điểm của Giáo Sư Tiên 3-2. Thank you.